Tiếp theo chúng ta đi thực hiện tiếp các cái câu này, các con các cái câu này nữa nha. Thì các em cố gắng theo dõi video để mà chúng ta học các cái bài mà rất là hay ho như thế này. Ok, tiếp tục thì chúng ta thực hiện tiếp cái câu F ở trong cái loạt series video của mình ha. Các em quan sát tiếp ăn. Chúng ta có được này, như lúc này thầy có được là ta có biến đổi nó đi. Thì biến đổi ở đây là gì? Các em thấy được là đây chúng ta có được là gì đây? Thì các em thấy được là bây giờ hả, các em thử bấm cái này ra cũng giống như lúc này vậy, đó là các em nhận cả hệ số này vào ha, 1 5 5 3 ha, 1 1 3 - 2. Ok, bấm ra thì nó có được bằng 1 là đây này, và cái này là bằng -2. Như vậy thì bản thân của cái tam thức này, x bình cộng cho x trừ cho 2 này, chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử, nó ra được là x trừ cho kỷ nghiệm, x trừ cho kỷ nghiệm đầu tiên là 1 này, thầy có được là x trừ cho -1, và ở bên kia x trừ cho kỷ nghiệm thứ 2 này, đó là x trừ cho -2, đó là thành x cộng cộng 2. Đó, khi mà thực hiện nó thành thạo như vậy thì rất là dễ dàng cho chúng ta thực hiện tiếp các cái câu tiếp theo ha. Từ đây thì có được là điều kiện ha. Điều kiện thì điều kiện ở đây là gì? Điều kiện ở đây là bao gồm, bởi vì ở đây cái tích này bao gồm hai cái mẫu ở phía bên này, do đó thì thầy có được là x trừ 1 khác 0 và x cộng 2 khác 0. Ok, tương đương với lại là x khác được 1 và x khác -2. Đó, thầy trình bày rất là rõ ràng ha. Và ở đây thì chúng ta có được là mẫu thức chung. Bây giờ chúng ta sẽ lấy mẫu thức chung chính là cả hai cái tích vừa rồi luôn, đó là x trừ 1 x cộng cộng 2 nè. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ tiến hành quy đồng nó đi. Quy đồng ta được ha. Đấy, ta được cái gì đây? Em cũng quan sát tiếp. Bây giờ quy đồng cái này đi, thầy có được là 3. Ở bên cái phân thức đầu tiên nó đủ mẫu rồi, và trừ cho phân thức thứ hai nó là x trừ 1, nó thiếu được là x cộng 2. Như vậy ở đây chính là 1 nhân cho x cộng 2 này. Đấy, x cộng 2 này ha. Và tiếp tục là bằng được là ở bên này thì nó cũng là được quy đồng là cái mẫu thức chung của nó chính là x trừ 1 x cộng 2, và phía trên của nó trừ 7. Ở đây nó có được là x cộng 2 rồi, như vậy nó thiếu được là x trừ 1. Ok, vậy bây giờ thì phương trình này nó rất là dễ ha. 3 trừ cho 2 x cộng 2 ngược lại ha, bằng được là bằng trừ 7 đó, x trừ cho 1. Và ở đây chúng ta thảo ngược ra thì được có dấu trừ trong đồ dấu, còn không thì thôi, trừ x trừ cho 2, và bằng được là trừ 7 x cộng 7. Điều này tương đương được là trừ x cộng cho 7 x, và bằng được ở phía bên kia là 7 trừ 3 cộng 2. Ở đây thầy làm chi tiết cái nha, được 6 x ha, 6 x bằng được là bằng 6. Bằng 6. Đấy. Và ở đây chúng ta đưa lại là x nó bằng được là 6 chia 6 thì x bằng 1. Không thỏa mãn ha. Không thỏa mãn. Tức là loại đó. Tức là ở đây chúng ta có được là x khác 1 và x khác -2 rồi, nhưng mà giải ra ta có được là x bằng 1, không thỏa mãn. Vậy ta kết luận là vậy. Tức là phương trình nó vô nghiệm rồi mà em. Tập nghiệm của phương trình. Khi mà vô nghiệm rồi thì chúng ta kết luận là gì nhỉ? Kết luận là x bằng rộng ha. X bằng rộng. Các em cái rộng này các em đừng có để như thế này nhá. Để như thế này là sai đấy. Bởi vì ta có được là khi mà kết luận thì chúng ta có được là x nó bằng rộng mà thôi. X bằng rộng mà thôi ha. Đấy, cái bài này như vậy là nó vô nghiệm ta để ra được nó như thế nào.